Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Trong bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn nhanh cho các anh chị và các bạn một số kinh nghiệm nho nhỏ giúp các anh chị và các bạn có thể thiết lập một cái studio riêng là dành cho shop của mình hoặc là thương hiệu thời trang hoặc là thương hiệu bán lẻ của mình. Bởi vì một trong những cái mảng bán lẻ trực tuyến cũng như là để cho khách hàng tìm hiểu thông tin trước khi ra quyết định mua hàng bây giờ rất là quan trọng, nhất là đối với thời trang. Chúng ta phải chụp mẫu này, chúng ta phải chụp lookbook này, chúng ta phải chụp bộ sưu tập này, chúng ta phải làm banner vân vân, đúng không? Một số những cái thương hiệu thời trang mà tôi biết là hàng tuần họ đều phải chụp từ 1 đến 2 lần, hoặc là một số ít hơn thì có thể là một tháng chụp 2-3 lần. Đấy. Thế thì bây giờ muốn thiết lập một cái studio cũ để làm gì? Một cái studio nhỏ của riêng mình để làm gì? Để mình chủ động. Mình không phải đi thuê mướn. Thuê mướn nó có cái hay riêng nhưng mà nó bị một cái nhược điểm là chúng ta lại phải đợi chờ, chúng ta đôi khi chúng ta không ưng ý, đúng không? Thế đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã làm việc cùng với một số cái thương hiệu, tôi đã học hỏi của người ta và cũng như là tôi cũng biết được cái cách người ta làm, tôi cũng gợi ý cho các bạn, được không ạ? Thứ nhất đấy là các bạn mua thiết bị thì cũng giống như bài học trước rồi, các bạn có thể mua một số các thiết bị cũ nhá, không cần thiết phải mua thiết bị mới. Nếu mà mua thiết bị mới thì càng tuyệt vời. Đấy, ví dụ như máy ảnh này, mua 5D hoặc là 7D là được rồi. Ống kính, mua một số cái ống kính hiệu Tamron là được, không cần phải mua ống kính hiệu Canon đâu. Nếu mà hiệu Canon hoặc là hiệu Co thì nó khá là đắt thì các bạn nên cân nhắc. Đấy, kể cả cái đây này, ống flash thì tôi cũng không dùng ống Canon, thì tôi đang dùng một cái ống là Sony, nó cũng chỉ có một cái đèn flash này, nó cũng rẻ thôi, hơn 2-3 triệu gì đó là mua được. Thì các bạn cần phải mua máy cũ này. Đấy, mua đèn cũ này hoặc đèn mới cũng được, mua đèn tàu nó rẻ. Thế còn nếu mà tất cả mọi thứ mà các bạn mua hàng Sony hay là hàng Canon hay là những cái hàng cao cấp khác thì thực sự là tuyệt vời nha. Tôi không còn lời nào để mô tả nữa. Thế chỉ sợ là chúng ta không có đủ tiền thôi. Và đấy là cũng không phải là cái cách khôn ngoan. Chúng ta mua đèn, mua ống cũ, mua foam, chúng ta cũng cần phải mua foam chụp. Đấy, foam thì các bạn có thể mua foam xanh, foam xám hoặc foam đen. Đấy, đèn thì mua khoảng 3-4 cái. Các cái đèn hắt, các cái đèn chụp từ trên cao vân vân. Ví dụ như ở chỗ studio tôi có 7 cái đèn tất cả. Rồi, các bạn cần phải có tuyển thêm stylist. Stylist để làm gì, đúng không? Thì tôi muốn nói là stylist để giúp mà các bạn là mix đồ sao cho đẹp, chất lượng, đúng không? Bởi vì cái thời trang thì nó rất là quan trọng cái việc của các bạn mix đồ như nào để làm sao nó toát lên được cái bộ đồ, và muốn mua cái áo thì muốn mua cái quần, muốn mua cái quần thì muốn mua đôi giày kiểu như thế, đúng không? Các bạn phải tuyển mẫu, đúng không? Trong tay các bạn cần phải có danh sách là khoảng 100 em mẫu phù hợp với cái sản phẩm của mình. Tại sao cần nhiều như thế? Bởi vì có thể là bạn này bận, bạn này ốm, bạn này đi chơi, bạn này đi du lịch vân vân, thì có thể là mình luôn luôn có những người phù hợp. Đấy, thì đây là cái kinh nghiệm mà tôi làm với một bên thì họ cũng có một danh sách hàng mấy chục các bạn người mẫu để gọi. Trong một bộ sưu tập thì có thể cần đến 3-4 bạn. Đấy. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn chụp ảnh tại shop bằng cách này nhỉ. Và đây là một cái bí quyết nho nhỏ của một cái thương hiệu thời trang khá là lớn, và rất nhiều các thương hiệu khác bây giờ cũng bắt chước theo, đã và đang làm, rất hiệu quả và tiết kiệm về mặt chi phí. Đấy. Ví dụ như các bạn sẽ làm một cái góc chụp nhỏ nhỏ, một cái góc chụp nó có thể là hai cái góc tường hoặc là một cái mảng tường, cái góc hình chữ V như thế này, trong một cái góc cái cửa hàng hoặc shop hoặc là một cái văn phòng của bạn nha, nó một cái photo corner đấy, mình gọi là một cái photo corner, mình có thể sơn. Các bạn thích màu xanh đỏ tím vàng các bạn sơn, sau đó các bạn thiết kế một cái bục để cho người mẫu đứng, nó chỉ khoảng độ 1,5 đến 2 mét vuông thôi, đứng để tạo dáng, đúng không? Uốn éo rồi thì cúi rồi thì cười rồi thì ngả lưng rồi thì vuốt tóc vuốt tai, đúng không? Kiểu kiểu như thế. Chúng ta cần một cái góc như thế nhỏ thôi, sau đó chúng ta mua khoảng 2-3 cái đèn, chúng ta đánh đèn vào đấy chỉnh cho nó đủ sáng. Sau đó chúng ta mua một cái chân cho máy ảnh nhé. Máy ảnh chúng ta cầm như này nó sẽ bị rung, thì chúng ta nên dùng cái chân. Ở đây tôi cũng có chân đấy nha, tôi không trình bày với các bạn đây. Mình lắp vào, mình đặt ống kính vào như thế này. Đấy. Được chưa? Sau đó mình căn chuẩn vào mọi thứ, chỉnh các cái số hiệu ở trên này, các thông số đi. Để làm gì? Để là cứ thế, kể cả mình không biết gì về các máy ảnh này. Bởi vì các cái dòng máy ảnh mà nó chuyên nghiệp như này một chút thì nó cũng hơi đòi hỏi một chút về kỹ thuật. Nhất là các cái bạn thời trang thì phần lớn tôi nghĩ là các chị,
các em, các bạn gái. Nên là có thể sẽ một số người sẽ không dành với cái này, cảm thấy hơi phức tạp. Thế thì mình sẽ cách làm là mình sẽ xét một cái góc như thế. Có thể là mình không cần biết gì cả, mình thuê một người, ví dụ như thuê tôi, ví dụ thôi, đúng không? Đến là mua máy này, mua ống này, mua đèn, mua chân, mua sơn sửa các thứ. Nhờ một cái người người ta biết về cái đó, mình đầu tư. Nó cũng vừa rẻ, vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả, và tránh lãng phí. Sau đó mình bắt đầu là mình chụp, mình chỉnh hết mọi thứ ok rồi. Xong đó bắt đầu là đưa người mẫu vào, mặc đồ, thay đồ mặc. Và như tôi được biết là tôi đã đứng chụp cùng với một số các đơn vị. Thì trong một buổi khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi, họ có thể chụp được khoảng 100, hơn 100 sản phẩm. Tức là cái tốc độ rất là nhanh, miến liền. Lúc đấy là người mẫu chỉ cần có mặc đồ vào cái, xong vào là tạo dáng một chút. Đấy, vui vui rồi tôi tạo dáng không giống lắm, đúng không? Vào cười là gắt hàng đấy. Thế là bạn chụp ảnh, bạn sẽ góp ý một số góc quay trước, sau, trái, phải. Đấy, cận cảnh vào cái chỗ nào đấy, cái bông hoa hay là cái khuy ở trên cái áo, trên cái quần, ví dụ thế. Đấy, rất là nhanh. Sau đó là bắt đầu là cái bạn stylist và những bạn trợ giúp thay đồ giúp cho người mẫu là làm cho rất là nhanh. 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi thì đã có thể chụp được 100 sản phẩm. Và phí thuê người mẫu nó hiện nay nó chỉ rơi vào khoảng độ từ 500 ngàn đến 700 ngàn cho một tiếng, cho một cái người mẫu mà chụp ảnh đắt khách. Các bạn không cần phải lấy người mẫu dạng là sĩ, các bạn có thể chỉ cần một cái bạn sinh viên nào đấy xinh xắn ăn hình. Cái quan trọng nhất là ăn hình và phù hợp với cái sản phẩm mà bạn bán. Ví dụ như là sản phẩm bạn bán là đồ trung niên thì người mẫu có xu hướng cũng hơi lớn tuổi một chút, không phải là già, nhưng mà đừng có chọn những em teen quá, đúng không? Ví dụ mình bán một cái đồ mà dành cho khoảng độ nhóm tuổi nữ 40 mà thuê một em 18 chụp thì rất là khó tưởng tượng cho những cái khách nữ đó. Ví dụ mình có thể chọn một em khoảng độ 25, 27 hoặc 30. Đấy là tôi nói ví dụ, còn tùy các bạn. Thế còn đồ tin thì đương nhiên là tin phải chụp rồi, đúng không? Sau đó là mình bắt đầu là quan tâm đến các cái phụ kiện để chụp. Phụ kiện bao gồm cái gì? Ví dụ như là cái ghế ngồi này, cái chậu cây cảnh này, cái ô này, rồi thì các cái biểu tượng sơn sửa dán ở đằng sau phía của người mẫu này, đúng không? Đấy, những cái phụ kiện nhỏ nhỏ tùy theo cái xu hướng, tùy theo cái hot trend nó là cái gì thì mình có thể đưa vào. Mùa hè thì mình có thể có thêm quả bóng, có thêm cái kính râm kiểu như thế, đúng không? Rồi. Đấy, sau đó thì mình bắt đầu là chuẩn chỉ hết rồi, mình chụp, mình thuê thợ, thuê tiền về và làm. Mình cũng trước khi chụp mình cũng phải thảo luận với stylist, thảo luận với người chụp ảnh, thảo luận với mẫu về cái phong cách mà mình muốn chụp là gì. Đấy, cái concept, đúng không? Cái này mình muốn hướng tới là nó trẻ trung này, nó năng động này, nó thể thao này, đúng không ạ? Hay là nó mang tính lạnh lùng này. Đấy, ý tôi là thế, cái concept là như thế thì chúng ta thảo luận với nhau, đúng không? Và chúng ta bắt đầu là cần làm việc giữa stylist, giữa make up, giữa photo shopper hay cameraman ấy, hoặc là model, là người mẫu. Đấy, chúng ta sẽ làm việc với nhau nhanh, thống nhất nhau, bùng phát là vào chụp rất là hiệu quả. Thế nếu mà một cái bạn mà chủ shop mà biết làm tất cả mọi thứ, tự trang điểm, tự mặc đồ và tự chụp giống như là dùng điện thoại thì tôi nghĩ là rất là tuyệt vời thôi, được chưa? Đấy, tạo bối cảnh chụp, sau đó là bắt đầu là tạo concept chụp, lên ý tưởng, tạo ra lookbook. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ chụp mỗi một sản phẩm như thế khoảng 5, 7 hoặc là 10 cái góc ảnh. Đấy, sau đó chụp xong thì chúng ta có thể thuê các bạn làm Photoshop hoặc là chính các bạn thợ nhiếp ảnh ấy làm Photoshop trên máy tính sao cho đẹp, đúng không? Ví dụ cắt cúp bo đi, chỉnh phông sáng, đánh da, đánh giếc người mẫu lên, rồi thì tô son, rồi thì thêm những cái icon, thêm những cái biểu tượng, thêm giá, thêm tên tuổi vào, thêm những cái câu slogan hay vào, đúng không? Rồi thì như vậy là chúng ta đã tạo ra được các cái sản phẩm. Sau đó thì chúng ta bắt đầu up lên Facebook này, up lên Instagram, Zalo, các cái đơn vị mà các cái trang mạng xã hội, các trang thương mại điện tử mà chúng ta kết hợp, chúng ta đưa cái ảnh cho họ. Đấy. Thế các bạn có thể lên trên mạng tìm một số những cái trang như là Thời Trang Mây này, hay là Thời Trang
trẻ, những chuyên về dòng thời gian tin, thời gian công sở thì hiện nay họ đầu tư rất là nhiều. Hoặc là các cái hãng thời trang nước ngoài cũng thế, bạn học hỏi và tham khảo của họ, search những cái trang đấy ra thì họ bây giờ họ đầu tư rất là mạnh mẽ để làm. Đấy. Về cái cách chụp, phong cách chụp, kiểu dáng chụp thì mình có thể lên trên mạng mình tìm để bắt chước, đúng không? Thứ hai là nếu như mà mình chụp ngoài trời thì mình cũng cần phải thảo luận về cái chuyện là bộ sưu tập này nó là như thế nào, ví dụ như là nó trơn hay nó hoa lá, hay là nó là váy hay nó là short, thì chúng ta chọn cái bối cảnh cho nó phù hợp. Ví dụ như short thì mình muốn nó đến những cái chỗ nó thể thao, leo núi một chút hay ra biển một chút, đúng không? Váy maxi thì mình muốn là nó ra biển hay là ở thảm cỏ, kiểu như thế. Đấy là chụp ngoài trời. Hoặc là những cái cá tính thì mình có thể chọn những cái góc cầu thang, hay là những cái góc gầm cầu, hay là những cái góc mà nó thể hiện cái ánh sáng bố cục của cái người chụp nó tốt. Đấy là mình chụp ra ngoài trời. Chụp ngoài trời thì nó cũng hơi phức tạp hơn một chút, bởi vì nó phụ thuộc vào ánh sáng, phụ thuộc vào thời tiết, phụ thuộc vào góc bối cảnh rất là nhiều. Thì trên đây là một số những kinh nghiệm mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn thiết lập một cái studio chụp riêng cho mình. Tất nhiên là các bạn có thể học một chút về nhiếp ảnh, học một chút về chỉnh sửa Photoshop để các bạn chủ động trong công việc. Và tôi cũng chỉ mang tính gợi ý cho các bạn thôi, bởi vì để mà làm được chuyên nghiệp thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ phải đòi hỏi nhiều yếu tố hơn. Tôi hy vọng với cái bài học này giúp cho các bạn hình dung ra cái cách mà các bạn sẽ có thể là để chủ động được cho công việc và cái bộ sưu tập của các bạn chụp đẹp hơn, đúng không ạ? Xin chúc các bạn thành công, và nếu các bạn có câu hỏi nào thì hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.